Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách khóa dùng bất kỳ điện thoại iPhone như thế này. Ví dụ mình vào một ảnh nè, nó sẽ tự thoát trở về màn hình khóa như thế này. Có mật khẩu mình mới vào được. Hay mình vào ứng dụng Zalo nè, nó cũng sẽ tự thoát trở về màn hình khóa. Có mật khẩu mới vào được. Hay mình sẽ vào ứng dụng Messenger này, nó cũng sẽ tự thoát ra về màn hình khóa. Và mình đã chia sẻ rất nhiều cách khóa vào ứng dụng trên điện thoại iPhone và điện thoại Android rồi. Mà các bạn vào sức đổ kênh để xem ứng dụng. Còn để khóa ứng dụng trên điện thoại iPhone bằng cách này thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào mục phím tắt nè. Tiếp theo mình sẽ chọn đến mục tự động hóa nè. Tiếp tục mình chọn đến mục tạo mục tự động hóa cá nhân nè. Tiếp tục mình sẽ kéo xuống, chọn đến mục ứng dụng nè. Tiếp tục ở mục ứng dụng nè, bấm vào chữ chọn nè, màu xanh nè. Và bây giờ các bạn tự chọn ứng dụng mình muốn khóa. Các bạn muốn khóa ứng dụng nào thì các bạn bấm chọn như thế này. Các bạn muốn khóa ứng dụng nào cũng được. Sau đó bấm sao mà. Tiếp theo mình sẽ bấm vào chi tiết bên góc phải nè. Tiếp tục ở ô tìm kiếm ứng dụng và tác vụ nè, mình sẽ gọi cái từ khóa là đặt khóa hướng. Gõ cái từ khóa đặt khóa hướng như thế này thì nó sẽ hiện ra một đặt khóa hướng. Bấm chọn. Tiếp tục cũng ở ô tìm kiếm này, ứng dụng và tác vụ này, mình sẽ gõ cái từ khóa là màn hình khóa. Nó sẽ hiện ra một màn hình khóa như thế này. Bấm chọn. Sau đó mình sẽ bấm chi tiết bên góc phải nè. Tiếp theo mình sẽ test tính năng hỏi trước khi chạy đây. Bấm test đây như thế này. Chọn đến mục là không hỏi nè. Sau đó bấm chữ sao bên góc phải. Như vậy là mình đã khóa 20 ứng dụng nè. Bấm trở về màn hình chính nè. Ví dụ bây giờ mình sẽ vào ứng dụng Facebook nè. Nó sẽ tự thoát trở về màn hình khóa như thế này. Có mật khẩu mới vào được. Hay vào một điện thoại nè. Còn bây giờ nếu các bạn muốn bỏ khóa ứng dụng thì các bạn vào lại một phím tắt nè. Các bạn gạt sang trái như thế này, chọn xóa. Như vậy là xong. Điện thoại của mình sẽ trở lại bình thường, không còn khóa nữa. Cách khóa ứng dụng bất kỳ điện thoại iPhone như thế này rất đơn giản và hữu ích trong một số trường hợp. Các bạn có thể là cài đặt áp dụng. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.